Hiền Hồ, Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng chiếm sóng Google 2022. Đứng đầu danh sách là Hồng Đăng, xếp thứ hai là Hiền Hồ, vị trí thứ ba thuộc về Hồ Hoài Anh. Hôm nay ngày 7 tháng 12, Google công bố xu hướng tìm kiếm nổi bật tại Việt Nam trong năm 2022 với những thống kê đa mảng như thể thao, giáo dục, phim ảnh. Chiếm nhiều sự quan tâm là hạng mục top 10 nhân vật có xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất. Không ít tên tuổi nghệ sĩ vướng ồn ào trong năm qua lọt vào danh sách này. Theo đó, đứng đầu bảng xếp hạng là diễn viên Hồng Đăng, đứng thứ hai là ca sĩ Hiền Hồ, ở vị trí thứ ba là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Việc Hồng Đăng, Hiền Hồ, Hồ Hoài Anh đứng những vị trí đầu danh sách không gây nhiều bất ngờ, bởi trong năm 2022, họ là những sao Việt nhận nhiều sự quan tâm khi vướng ồn ào đời tư. Vào tháng 7 năm 2022, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng trở thành tâm điểm dư luận khi bị réo vào một sự việc ở nước ngoài. Tới hiện tại, sự việc vẫn chưa được rõ ràng, song hai nghệ sĩ đã trình diện, giải trình với cơ quan chủ quản về việc ra nước ngoài không xin phép. Sau ồn ào, Hồ Hoài Anh trống khá kín tiếng, trong khi Hồng Đăng thoải mái cập nhật cuộc sống đời thường trên mạng xã hội. Về phía Hiền Hồ, nữ ca sĩ bất ngờ vướng phải lùm xùm tình cảm vào tháng 3 năm 2022. Một tháng sau, Hiền Hồ mở lại Facebook và lên tiếng về sự việc, gửi lời xin lỗi đến gia đình, khán giả, người hâm mộ, những người có liên quan ảnh hưởng bởi câu chuyện. Nữ ca sĩ đồng thời nhận hết những lời chỉ trích, mong nhận được sự bao dung. Sau khoảng nửa năm im ắng vì ồn ào, Hiền Hồ đã chính thức comeback làng giải trí với nhiều hoạt động biểu diễn, tham dự event. Cũng góp mặt trong danh sách là Lý Nhã Kỳ, nữ diễn viên xếp vị trí thứ 7. Có thể nói Lý Nhã Kỳ là ngôi sao hot trên mạng xã hội. Năm vừa qua nhận được không ít sự chú ý khi ngồi ghế nóng nữ chính chương trình Người Ấy Là Ai. Xếp vị trí thứ 9 trong danh sách là Hữu Tín. Vừa qua, nam diễn viên bị truy tố để xét xử về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy